5 năm sau ngày yêu nhau, cặp đôi Đình Đông và Trần Hoa đi đến chung kết bằng màn cầu hôn khá đặc biệt. Chia sẻ trong chương trình Vợ chồng son số mới nhất, Đình Đông cho biết màn cầu hôn đó gắn liền với một chuyến leo núi ở Đà Lạt. Trước khi đi, người đàn ông không có dự định sẽ cầu hôn nhưng bắt đầu leo núi, anh lại tức cảnh sinh tình. Em định cầu hôn qua trên núi cho lãng mạn. Khi cả đoàn đi ngang qua gốc cây cổ thụ 1.300 năm tuổi, em nghĩ đây là điểm quá thích hợp để cầu hôn qua. Nhưng trước đó em không chuẩn bị, đến nhẫn cỏ còn không có. Em tìm cách mượn nhẫn của chị trong đoàn và quỳ xuống cầu hôn qua, Đông kể. Lúc đó, con người yêu cũng không ngờ được bạn trai sẽ cầu hôn vì hai bên gia đình vốn đã sắp xếp chuyện cưới xin trước đó. Những tưởng nữ chính sẽ thốt lên đầy bất ngờ hoặc nam chính sẽ nói vài lời ngôn tình sến nga nhưng không. Màn cầu hôn diễn ra trong im lặng, Đôn xỏ nhẫn vào tay qua, rồi cô gái gật đầu đồng ý. Cả hai không nói một lời. Dẫu sao, đây cũng là cái kết quá đổi ngọt ngào cho tình yêu 6 năm 4 tháng của cặp đôi Bình Dương. Hiện tại, dù đã thành vợ chồng nhưng cả hai thường xuyên phải sống xa nhau. Đôn sinh sống và làm việc bên Mỹ còn vợ vẫn ở Việt Nam. Cùng trong chương trình, Hoa xúc động khi nhắc lại khoảng thời gian mang bầu nhưng không có chồng bên cạnh. Màn cầu hôn trong im lặng và cái kết bất ngờ.